Mâm bánh xù xê có 5 triệu thôi, vậy mà ai cũng lên chửi hết trơn. Ở dưới quê bán có 350 ngàn hoặc là 200 ngàn mâm bánh thì đúng rồi, tiền nào của đó mà. Thật ra bánh mình cũng như bánh mọi người thôi, nhưng mà mình bỏ gì vô trong đúng không nha. Bây giờ mình phân tích đi, mình sẽ bỏ cái gọi là lòng tin của khách hàng. Thật ra đối với người có điều kiện thì 5 triệu hay là 300 ngàn thì họ không cần đâu. Nhiều khi họ cho mình còn nhiều hơn con số đó nữa, cho nên họ sẽ rất là cần một cái đơn vị chỉnh chu và có thể lo được cho mình cái ngày trọng đại. Và đặc biệt là họ muốn bỏ tiền ra để mua một cái sự an tâm. Ví dụ như bạn giao cho mình làm đi thì mình sẽ không sử dụng bánh truyền thống đâu, mình sẽ sử dụng bánh có hóa chất á, bỏ nhiều hóa chất lắm để cho nó không có hư, không có thiêu đó. Bạn nghe thấy kỳ không? Nhưng mà thật ra những cái bánh hóa chất của mình thì sẽ có hãng, cho nên là chắc chắn là những cái gì mà người ta bỏ vào trong đó nó nằm trong phạm vi cho phép. Còn bánh mà giống như bánh truyền thống á thì cũng được, nhưng mà lỡ ngày hôm đó mà trời nắng nó thiêu, hoặc là ví dụ như người ta chưa dùng tới nó thiêu, thì bạn có thấy hay không? Tự nhiên đám cưới nhà trai mang qua nhà gái, xong cái nhà gái kêu chứ trời ơi bánh nó cho dở quá, thiêu ở sao ăn, đúng không? Nghe cũng kỳ ha. Cho nên thôi, tốt nhất mình có nên sử dụng bánh hóa chất đi. Bánh hóa chất là bánh gì? Là bánh của các cái hãng đó, trong siêu thị người ta bán đó. Nói chung siêu thị bán gì mình bán cái đó. Vậy có hóa chất không? Không có hóa chất là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sự an tâm và thương hiệu của mình thì chắc mọi người cũng biết rồi. Mọi người hay nói mình là trời ơi đắt sắc ra miếng. Ủa đúng mà, nói chung là thương hiệu mình đâu bao giờ nói bán rẻ đâu. Chắc chắn là mình sẽ bán mắc, bởi vì mình vận hành nhân viên, chế độ dịch vụ. Cho nên nhiều khi bạn mua một cái mâm bánh su xê của mình mà cái người nhân chăm sóc các bạn rất là kỹ, cho nên khách hàng sẽ cảm rất là yêu thương. Rồi hoa thì mọi người cắm từng bông từng bông từng bông, mọi người vô chứ hoa này tôi cắm cũng được. Ừ thì đúng rồi, hoa này cấm cũng được, nó chỉ khác cái được là khác cái thương hiệu cấm thôi. Cho nên là mang cái thương hiệu đó rất là quan trọng. Vậy thì 5 triệu này có mắc không? Mắc, nhưng mà người ta có mua, trời bán hà rần luôn, không hề ế thế nào luôn. Cho nên mấy bạn cứ nói mắc thì kệ, nhưng mà nói chung là nhà mình chỉ có một giá một thôi, mâm quả là 5 triệu. Nói chung bánh su xê hay là chầu câu hay là cái gì gì đi nữa cũng 5 triệu, rồi gù gù cũng 5 triệu luôn. Vậy có mắc không? Mắc, mắc thiệt, nhưng mà mọi người có mua và bán hà rần luôn. Cho nên thôi kệ, ai ném đá cứ ném, ai làm sao cứ làm, mà mình vẫn bán được là thôi. Mọi người nói mình nói chuyện sóc óc quá rồi, giỡn sóc đâu mà sóc. Người ta đang nói rõ ràng là người ta bán mâm quả 5 triệu, đúng không? Để cho mọi người ném đá, tự nhiên người ta nói vậy làm gì? Thật ra cái giá trị người ta bao nhiêu năm nay người ta vẫn bán như vậy rồi. Mấy cô, mấy chú ơi, khổ ghê, phải mới đây đâu. Chẳng qua là dạo gần đây nè, tôi chơi top top, cho nên tôi cần phải gọi là ra clip liên tục để mà gọi là đáp ứng nhu cầu tinh thần cho những người yêu thương tôi, nên tôi đưa ra thôi. Tự nhiên mấy người vô chửi ném đá tôi quá trời luôn, buồn không? Buồn chứ. Mấy người nếu mà cảm thấy mệt quá về nhà mình ném đá cha, ném đá mẹ mình đi. Tự nhiên mình vô ném đá cha tôi làm gì? Có 5 triệu mâm quả thôi vậy nha.